Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 31, hắn đang nói dối. Trời càng về đêm nhưng bên ngoài cửa An Dương Hầu phủ lại đèn đuốc sáng trưng. Có một cái cáng đặt ở bên dưới bậc thang, nằm trên cáng là một nam nhân thô kịch mặt mày đầy vết máu, hai mắt nam nhân nhắm chặt, đã chết mấy canh giờ rồi bên cạnh hắn là bảy người thợ xây mặc áo thô ngắn đang quỳ trên mặt đất, tất cả đều kêu khóc. Nhị thiếu gia An Dương Hầu Phủ đánh chết người, xin Hầu gia làm chủ. Xin nhị thiếu gia ra ngoài đối chất, cho mấy tiểu dân nghèo khổ chúng ta một cái công đạo. Chết người rồi mà sao Hầu Phủ lại không hề nói gì? Hầu Phủ quyền cao chức trọng, xem mạng người như cỏ rác thì có thể làm gì được. Đám thợ xây người một câu ta một câu, thi nhau gào khóc dân chúng ở gần đó súng lại xem náo nhiệt tầng tầng lớp lớp. chuyện đêm qua an dương hầu phủ vừa làm kinh động toàn bộ thành cẩm châu thế nào mới hôm nay lại đến lượt nhị thiếu gia đánh chết người rồi. chẳng lẽ an dương hầu phủ này đã gặp cái sát tinh gì rồi? phải đó sao lại liên tiếp xảy ra án mạng như vậy? cả nhà an dương hầu phủ đều tòng quân võ công cao cường đánh chết người thì cũng không lạ gì nhìn người nằm dưới đất kia xem, khắp người đều là máu, không biết quan phủ có thể phá án theo đúng khuôn phép hay không. Còn khuôn cái gì phép? Đây chính là An Dương Hầu Phủ đó. Cũng đúng, trong phủ này còn có một vị thái trưởng công chúa nữa. Bách tính bản tán sôi nổi, đột nhiên cửa phủ, kết, một tiếng mở ra. Dương tịch mặc áo dài màu nâu bước ra đầu tiên. Được rồi, được rồi, các người muốn gặp hầu gia, hầu ra đến rồi đây. Vừa nghe câu này xong thì mọi người không dám lên tiếng, đám thợ xây đang gào khóc cũng im bặt. Nhạc Quỳnh bước nhanh ra, sắc mặt bình tĩnh, ông đi đến đứng bên cạnh người chết rồi chắp tay khom người làm lễ, sau đó mới khua tay về phía mấy người thợ xây. Chư vị trước hết xin đứng dậy, án tử này chi phủ nha môn đã tiếp nhận, chư vị hãy yên tâm, việc này chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta không đứng dậy. Một thợ xây run rẩy nói. Án mạng này đã rõ ràng như vậy, nhưng chi phủ đại nhân suốt cả một ngày cũng không phái người đến bắt nhị thiếu gia quý phủ về xét hỏi mà lại cứ trì hoãn. Bọn tiểu nhân đứng trước mặt hầu gia thì ti tiện như sâu kiến, nếu hầu gia không muốn để cho nhị thiếu gia phải chịu trừng phạt thì bọn tiểu nhân cũng chẳng còn cách nào. Thế nhưng ông trời có mắt, bọn ta và lâm huynh đệ thân như tay chân, nếu không vì hắn đòi một cái công đạo thì thật sự không yên lòng, đáng thương cho Lâm huynh đệ trong nhà còn có mẹ già, giờ lại kẻ tóc bạc tiến người đầu xanh. Người này thân hình cao gầy nước da đen nhẻm, hắn càng nói thì càng bi thương, sau đó dứt khoát gào lên khóc. Mấy người thợ xây khác nghe thấy thế cũng gào lên khóc theo, một đám đại hán thân cao bảy thước cứ thế khóc lóc y như phụ nhân. Nhạc Quỳnh trao mày, ông Tổng quân nhiều năm, trong quân đội kỷ luật nghiêm minh nên ở nhà cũng nghiêm khắc với đám tiểu bối, cộng thêm Giang thị dạy dỗ rất khéo léo, bồi dưỡng ra đám tiểu bối cực kỳ ngoan ngoãn đàng hoàng. Ông không tin Nhạc Thanh sẽ cố ý đánh chết người, nhưng võ công của Nhạc Thanh ông cũng không phải không biết đến, lỡ tay đánh chết người là hoàn toàn có khả năng. Chư vị. Nhạc Quỳnh giơ tay ôm quyền. Nhạc Quỳnh đã ở thành Cẩm Châu nhiều năm thanh danh như thế nào dân chúng ở đây đều biết đến. Việc này nhà Quỳnh tuyệt đối không có ý bao che, thực sự vừa rồi trong phủ xảy ra nhiều việc nên mới có phần sơ suất. Chi phủ đại nhân cũng vậy, giờ đã khuya lắm rồi, xin mời chư vị vào trong phủ, nếu như người là do tiểu nhi đánh chết, nhà Quỳnh nhất định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thấy thái độ nhạc Quỳnh thành khẩn, cũng không có ý ý vào quyền cao chức trọng mà đàn áp dân chúng cho nên đám thợ xây do dự nhìn nhau một lát sau đó lại nhìn sang người vừa mới lên tiếng, người đó hơi trầm ngâm rồi buông lỏng giọng nói. Được, vậy thì nghe lời hầu ra. Nhạc Quỳnh căn dặn dương tịch. Đi thu dọn thiên viện ở sân trước, để cho mấy vị huynh đệ đây nghỉ tạm, rồi đi mời chi phủ đại nhân qua đây, việc này phải giải quyết ngay trong đêm nay. Dương tịch đáp lời trước hết mời mấy người thợ xây đứng dậy rồi cùng nhau khiêng cáng đi vào bên trong phủ. Bên trong phủ, ở phía sau bức tường xây làm bình phong ngăn cách cửa phủ, Tần Hoan đang cùng Giang Thị, Yến Trì, Nhạc Ngưng quan sát rõ ràng tình hình bên ngoài. Giang Thị nắm chặt tay áo, hốc mắt đỏ ửng. Tính tình hầu ra ta hiểu, là một người chính trực ngay thẳng, bao nhiêu năm qua dù là trong nhà hay trong quân hắn đều rất nghiêm khắc hắn cho người đi mời hoắc chi phủ chính là thực sự muốn định tội cho thanh nhi ngay trong đêm nay vừa nói xong thì đám người kia cũng vào phủ thợ xây mới lên tiếng đi đầu tiên dẫn theo những người khác đi theo nhạc quỳnh và dương tịch vào trong thiên viện ở sân trước thấy vậy giang thị vội vàng dẫn mấy người tần hoan lui phía sau bức tường hoa ở hành lang bên cạnh đèn dầu sáng trưng thắp lên khắp trong sân trước tần hoan đứng ở cách đó khoảng hơn 10 bước chân ánh mắt nàng như mũi tên đảo qua đám người này. Thợ xây đứng ra nói chuyện này thân phận như thế nào? Yến chỉ đứng im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Vẻ mặt Giang Thị nghi hoặc. Mặc dù không biết vì sao Yến Trì lại hỏi như vậy nhưng vẫn liếc mắt nhìn Lục Vân một cái. Lục Vân hiểu ý liền chạy sang thiên viện nghe ngóng, một lúc sau nàng quay về bẩm báo. Khởi bẩm thế tử, người lên tiếng chính là đốc công của bọn họ, tên là Ngụy Ngũ. Yến chỉ khẽ nhớn mày. Người này có chút khôn vặt. Người chết chỉ là một thợ xây, nhóm người này thân phận cũng thấp kém. Bọn họ dám vì người chết đòi công đạo thứ nhất là vì tình nghĩa huynh đệ. Thứ hai là vì thanh danh của Nhạc Quỳnh ở thành Cầm Châu cực kỳ tốt cho nên bọn họ chắc chắn An Dương Hầu Phù sẽ không dùng thủ đoạn bất thường để ức hiếp người. Còn nữa, Ngụy ngũ này khiêng thi thể đến cửa chính lại đứng trước mặt bao nhiêu bách tính tự nhận là mình thân phận mình thấp kém, nói ra hoàn cảnh thê thảm của người chết. Nếu như chuyện này không giải quyết thì thanh danh của nhạc quỳnh sẽ chắc chắn bị phá hủy. Nói xong Yến chỉ lại nhấn mạnh. Nếu như hắn thực sự chỉ vì cầu một cái công đạo thì cũng coi như hắn là một người có nghĩa khí. Bỗng nhiên Tần Hoan nói. Phu nhân, phủ nha đã hẹn qua thi thể nạn nhân chưa? Giang thị gật đầu. Nghiệm rồi, nói là bà vai nạn nhân bị sai khớp, bị gãy hai cái xương sườn, chỉ sợ là đoạn xương gãy chọc vào tạng phủ cho nên mái đến lúc Thanh Nhi rời đi rồi mới thổ huyết mà chết. Tần hoan nhíu mày, xương sườn bị gãy thì một là mất máu quá nhiều mà chết, hai là bị đâm thùng nội tạng mà chết, chỉ là không biết mỗ tác ở phủ nha có khám nghiệm cẩn thận hay không. Giang thị nói khắp người nạn nhân đều bị thương, nhưng nhạc thanh tập võ từ nhỏ nên đương nhiên biết được trên người chỗ nào là từ huyệt mệnh môn, sao lại có thể ra tay ở khắp nơi như vậy được. Đây là nghi ngờ lớn nhất của Tần Hoan, nhưng hiện tại nàng còn chưa đến gần quan sát thi thể nên không có cách nào xác định được, mà nàng cũng không thể yêu cầu mọi người cho nàng xem thi thể, như thế sẽ khiến cho người trong hầu phủ vạn phần kinh ngạc. Lúc Tần Hoan trao mày trầm tư, ánh mắt yến chỉ như có như không rơi lên trên người nàng lúc tần hoan nói muốn cùng ra cửa phủ nhìn xem cũng khiến cho hắn ngoài ý muốn tần hoan không phải là người thích xen vào chuyện náo nhiệt nhà người ta thế nhưng nàng lại nói muốn đi xem mà từ lúc đi ra đến giờ nàng vẫn luôn suy tư điều gì đó yến trì phỏng đoán chắc là nàng đang muốn làm thế nào để giải quyết phiền toái của an dương hầu phù nhưng đây là án mạng chết người một tiểu cô nương như nàng thì có thể làm gì để giải quyết đi Chúng ta đi qua bên đó, ta cũng muốn biết hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Giang thị bỗng nhiên lên tiếng, sự tình liên quan đến nhạc thanh, nếu như bà đã đến đây rồi thì càng phải biết cho rõ ràng. Vì thế bà đi men theo tường hoa ra ngoài rồi lập tức đi đến cửa sổ chỗ hành lang của thiên viện. Chỉ cách một song cửa sổ, đối thoại trong phòng truyền ra rõ ràng. Hầu ra, trong nhà Lâm huynh đệ còn có một mẹ già. Lâm huynh đệ chết rồi thì mẹ già trong nhà thật sự không biết phải dựa vào cái gì mà sống tiếp. Việc này ngươi cứ yên tâm, hầu phủ sẽ chu cấp tiền bạc và sai người đến chăm sóc. Lâm huynh đệ là độc đinh trong nhà, hắn chết rồi thì lâm gia coi như tuyệt hậu, mẫu thân hắn thân thể yếu đuối nhiều bệnh. Hiện tại mấy huynh đệ chúng ta còn chưa nói cho bà biết tình hình, thật sự không biết là sau khi bà biết chuyện rồi còn có thể chịu đựng nổi không. Giọng nói ngụy ngũ bi thảm. Nhạc Quỳnh cũng nói. Nỗi đau mất con Nhạc Quỳnh cũng hiểu, sau này vẫn phải dựa vào chư vị phối hợp chăm sóc cho Lâm Mẫu nhiều hơn. Ngụy Ngũ lập tức nói. Đó là đương nhiên, sau này nhất định coi bà ấy như mẫu thân mà chăm sóc. Ngừng lại một chút, Nhạc Quỳnh lại nói. Các vị huynh đệ, chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Người nói người tận mắt nhìn thấy con ta đánh chết Lâm huynh đệ, chi bằng hiện giờ ngươi miêu tả lại cho ta hắn động thủ như thế nào hoác chi phủ còn chưa đến nhạc quỳnh nóng lòng nên mới hỏi trước quá trình gây án ánh mắt ngụy ngũ đau xót kể ra cũng là do lâm huynh đệ lắm miệng tính tình hắn trượng nghĩa chỉ thích nghị luận thị phi chuyện chuyện đêm qua bách tính trong thành cẩm châu đều biết được nên sáng nay hắn mới cùng ta nói chuyện ngay lúc đó thì nhị công tử đi ngang qua nghe thấy nhị công tử dừng lại tranh luận với hắn hắn cũng không yếu thế nên cuối cùng mới trở thành ẩu đả sắc mặt nhạc quỳnh ngưng trệ nó đánh như thế nào ngụy ngũ nhíu mày nhìn vào mắt nhạc quỳnh mới hiểu được đây là muốn hắn phải kể chi tiết cuộc ẩu đả ngụy ngũ suy nghĩ một chút rồi nói là nhị công tử ra tay trước hắn xông lên tung một quyền vào mặt lâm huynh đệ lâm huynh đệ kêu đau rồi sau đó cũng không nhịn được mà lao vào đánh nhưng hắn không phải là đối thủ của nhị công tử. Ban đầu nhị công tử túm được bà vai hắn, chỉ vặn một cái đá chế trụ được hắn rồi sau đó lại đạp một cước khiến hắn quỳ dạp xuống đất. Lâm huynh đệ bị đánh nên sợ hãi, mới vừa bò dậy đã bị nhị công tử đá một cước vào ngực, nhị công tử tức giận nên quả đấm không ngừng giáng xuống người lâm huynh đệ. Bên trong phòng, ngụy ngũ càng nói thì giọng điệu càng nhanh, mà bên ngoài cửa sổ, lông mày tần hoan và yến chỉ đồng thời nhíu chặt lại. Hắn đang nói dối. Hắn đang nói dối. mươi 32, chứng cứ nằm trên thi thể. Cả hai câu nói cùng vang lên, sau đó yến chỉ và tần hoan cùng nhìn về phía đối phương. Đáy mắt hai người cũng đồng thời sáng lên, đều không nghĩ đến đối phương vậy mà lại có suy nghĩ giống mình. Giang thị nhớn mày, ban đầu hơi kinh ngạc rồi sau đó nhìn về phía tần hoan và yến trì hắn nói dối à làm sao biết yến chỉ híp mắt ánh mắt bình tĩnh lại có thêm phần sâu thẳm mời cửu cô nương giảng giải khóe môi tần hoan hơi động nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nhạc ngưng tần hoan tin tưởng không chỉ có thế tử điện hạ và tần hoan mà cả tiểu quận chúa cùng hầu ra bên trong kia đều nhận ra ngụy ngũ này đang nói dối đáy mắt giang thị chợt lóe lên tia sáng ngược lại nhìn về phía nhạc ngưng Nhạc Ngưng vốn chỉ là hơi nhăn mày cảm thấy có chỗ không đúng lắm, thế nhưng khi nghe được Tần Hoan và Yến Trì cùng nói như vậy thì mới khẳng định được nghi ngờ vừa rồi của mình là đúng. Đáp lại ánh mắt của Giang thị, Nhạc Ngưng nói: "Mẫu thân, người không biết võ công cũng chưa bao giờ cùng người khác động tay động chân, nên khi nghe người này kể lại thì cũng chỉ cảm thấy bọn họ có vẻ như đang đánh nhau, chứ không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu." Giang thị gật gật đầu. "Đúng là như vậy." Nhạc ngưng nhìn lướt qua Yến Trì và Tần Hoan. Người này nói là nhị ca túm được bả vai nạn nhân, vặn một cái rồi đá hắn quỳ gối xuống. Động tác này có nghĩa là nhị ca đã vặn tay hắn ra đằng sau, rồi sau đó nạn nhân bị đá quỳ xuống khi đang quay lưng về phía nhị ca. Nhạc ngưng nói xong nhìn Tần Hoan, tỏ ý như muốn Tần Hoan lên tiếng. Tần Hoan liền tiếp lời. Nạn nhân trong tình huống bị kích thích nên mới đồng thủ với nhị công tử, nhưng đến lúc hắn bị chế trụ, biết được bản lĩnh của nhị công tử, lúc đó chắc chắn sẽ không tiếp tục tự mình chuốc lấy khổ. Lúc ấy hắn quay lưng về phía nhị công tử, sau khi đứng dậy thì phản ứng đầu tiên nên là chạy trốn, thế nhưng ngụy ngũ lại nói hắn vừa bỏ dậy liền bị nhị công tử đá một cước vào ngực. Giang thị sừng sốt, đáy mắt sáng ngời, bỗng nhiên phản ứng kịp. Mới vừa bỏ dậy là đang quay lưng về phía thanh nhi, nếu như thanh nhi đá thì cũng là đá vào lưng hắn không thể đá vào ngực mấy người tần hoan gật đầu nét mặt giang thị cũng đầy hoài nghi nhưng nhưng có thể do ngụy ngũ nóng lòng nên mới kể sai không yến chỉ tiến lên một bước cũng đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn vào trong phòng ánh đèn ngoài hành lang này rất tối nên bọn họ đứng ở đây có thể thấy rõ người ở trong phòng nhưng người trong phòng lại rất khó nhìn thấy bọn họ ở bên ngoài trong phòng là nhạc quỳnh ngồi trên chủ vị đám người ngụy ngũ phân nhau ngồi hai bên trái phải lúc này tất cả đều tập trung nhìn về phía nhạc quỳnh nên đương nhiên sẽ không chú ý đến bên ngoài cửa sổ yến chỉ nói phu nhân nghe xem mỗi một chi tiết ngụy ngũ đều nói ra rất rõ ràng liền mạch cho nên không có chuyện hắn nóng lòng kể sai vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất chính là hắn nói dối lại vì bản thân không tinh thông võ đạo nên mới bịa đặt vớ vẩn thế này Quả nhiên, bên trong phòng ngụy ngũ vẫn tiếp tục biểu diễn. Nhị công tử võ công cao cường, nhưng có thể nhìn thấy lúc đó hắn cũng hạ thủ lưu tình rồi. Có điều lúc đó Lâm huynh đệ bị đánh cho mê muội nhưng mồm miệng vẫn không chịu thua, nhị công tử lại đấm liên tục lên xương sườn hắn bốn quyền. Bốn quyền? Sao ngươi lại nhớ rõ như vậy? Nhạc Quỳnh hỏi một câu xong sắc mặt vẫn bình thường, ngụy ngũ vội trả lời. Bởi vì lúc đó có người nhận ra thân phận của nhị công tử, bọn ta cảm thấy không ổn nên mới xông vào can ngăn, cho nên mới nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Ngụy ngụ liếc mắt về phía mấy người kia một cái, mấy người kia liền gật đầu theo hắn. Trên mặt Giang Thị vẫn còn động lại chút do dự. Đây, đây chỉ là trong lời nói của hắn có sơ hở, cũng không thể kết luận là hắn nói dối. Với lại vì sao hắn phải nói dối? Việc đã đến nước này, dựa vào kinh nghiệm trước nay của tần hoan nàng cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là nhị công tử đánh chết người trong đầu tần hoan lại hiện ra từng cảnh từng cảnh cùng phụ thân lăn lộn bên ngoài trước kia nếu là phụ thân ông ấy sẽ làm thế nào phu nhân không lâu sau tần hoan đã lên tiếng muốn biết hắn có nói dối hay không có một biện pháp giang thị vội hỏi biện pháp gì Tần Hoan nhìn vào trong phòng, quét mắt nhìn Ngụy Ngũ từ trên xuống dưới. Con người trong lúc nói dối chắc chắn sẽ làm ra vài động tác trong vô thức. Chỉ cần quan sát nhiều sẽ phát hiện những động tác trong vô thức này mỗi người khi nói dối đều sẽ làm. Dừng lại một chút Tần Hoan lại nói. Phu nhân chỉ cần bảo hầu ra hỏi lại sơ hờ vừa rồi, nếu như Ngụy Ngũ nói dối. Thần thái biểu tình của hắn chắc chắn sẽ có biến hóa. Tần Hoan nheo mắt hắn sẽ nhìn xuống dưới mí mắt cũng sụp xuống thân thể sẽ hơi căng thẳng mà nghiêng về đằng trước hiện tại tay hắn buông xuống bên cạnh người mũi chân hướng về phía hầu ra nếu như hắn nói dối thì tay hắn có thể sẽ để lên đầu gối điều này có nghĩa là hắn muốn kết thúc vấn đề này mũi chân của hắn cũng sẽ nghiêng về phía cửa có nghĩa là hắn muốn trốn khỏi cục diện trước mắt giang thị trợn trừng mắt yến trì và nhạc ngưng ở bên cạnh cũng không thể tin nhìn tần hoan Hành vi và thói quen của con người là muôn hình vạn trạng, Tần Hoan làm sao có thể dự đoán được phản ứng của Ngụy Ngũ. Tần Hoan cong môi. Phu nhân có thể thử một lần, mà cũng có thể con nói không chuẩn lắm. Giang thị đã chứng kiến y thuật của Tần Hoan nên cực kỳ tín nhiệm nàng, vừa nhìn Tần Hoan cảm thán lại vừa vẫy vẫy tay về phía Lục Vân bên cạnh. Lục Vân bước lên phía trước, Giang thị nghe theo lời Tần Hoan căn dặn một hồi, sau đó Lục Vân liền mượn danh nghĩa dâng trà để đi vào bên trong. Ngoài cửa sổ, mọi người chỉ thấy lúc Nhạc Quỳnh nghe được lời nói của Lục Vân thì hơi cau mày, rồi sau đó lại không chú ý nhìn lướt ra ngoài cửa sổ. Đợi lúc Lục Vân bước ra ngoài rồi thì thần sắc Nhạc Quỳnh mới khôi phục lại như lúc bình thường. Hầu ra, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Ngũ nhạy bén phát hiện ra vừa rồi Lục Vân nói chuyện gì đó quan trọng với Nhạc Quỳnh, Bất ngờ chủ động hỏi một câu. Nhạc Quỳnh thở dài. Hoắc Chi phủ có chút truyền chậm trễ, chỉ sợ phải sau một canh giờ nữa mới có thể qua đây. Ngụy Ngũ vội vàng gật đầu, dáng vẻ phóng khoáng cực kỳ phối hợp, thậm chí trên môi còn nở nụ cười lấy lòng. Không sao, nếu Hầu gia nguyện ý chủ trì công đạo cho Lâm huynh đệ, mấy huynh đệ chúng ta chỉ đợi một canh giờ cũng chẳng tính là gì. Nhạc Quỳnh gật đầu, bỗng nhiên nói. Ngụy huynh đệ vừa rồi nói con ta đá vào ngực Lâm huynh đệ một cước, có thể nói rõ một chút là đá vào chỗ nào không? Ý cười trên môi Ngụy Ngũ cứng đờ, mi mắt rất nhanh liền buông thõng xuống, cộng thêm cơ thể cũng khom xuống nghiêng về phía trước, giống như đang hồi tưởng lại sự việc chậm rãi nói. Cái này hình như là Hắn vừa nói tay vừa nắm thành quyền để lên trên đầu gối, thân thể hơi đung đưa đứng ngồi không yên. Một bên mũi chân quả nhiên cũng trong vô thức mà hướng về phía cửa. Hình như là ở chỗ này. Chỉ thoáng một lúc mà tất cả những phản ứng mà ban nãy Tần Hoan miêu tả đều xuất hiện trên người Ngụy Ngũ. Bên trong phòng, Nhạc Quỳnh nhìn Ngụy Ngũ, để tay lên ngực hắn chỗ trái tim, còn bên ngoài phòng mấy người Giang thị đều mang ánh mắt sáng rực nhìn vào Tần Hoan. Hoan Nhi, con thật sự là liệu sự như thần giang thị nói xong đồng thời nắm lấy cổ tay tần hoan hoan nhi như vậy có thể khẳng định là hắn nói dối rồi phải không tần hoan nhìn giang thị trấn an áy náy nói phu nhân vẫn chưa thể giang thị nhăn mày vì sao con nói tất cả đều chúng rồi hành vi và thần thái chỉ để chúng ta phỏng đoán được hắn có nói dối hay không chỉ là căn cứ để chúng ta có thêm một hướng đi để tìm ra chân tướng nhưng để khẳng định hắn nói dối thì chỉ phỏng đoán suông là không được, còn phải tìm chứng cứ xác thực hơn. Giang Thị nhíu mày. Hắn nói dối có liên quan đến việc người này bị giết không? Tần Hoan gật đầu. Có khả năng này. Giang Thị giống như thấy được hy vọng, tiểu cô nương mới có 16 tuổi trước mắt này không những y thuật cao siêu khiến người thán phục, mà còn có thể quan sát tỉ mỉ người khác như thế nếu lời nói của nàng là thật thì có phải vụ án này còn có ẩn tình khác hay không? có thể trực tiếp ảnh hưởng đến xét xử luận tội của thanh nhi nhà bà hay không? giang thị kích động nên giọng nói hơi run rẩy. hoan nhi, vậy chứng cứ làm thế nào để tìm? cổ tay tần hoan bị giang thị nắm phát đau, đáp lại đôi mắt ửng đỏ của giang thị. đáy lòng tần hoan bỗng nhiên có chút cảm động, nàng mím môi, hạ quyết tâm nói. chứng cứ nằm trên thi thể. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 33, nghi án. Ở trên thi thể. Giang thị kinh ngạc. Trên thi thể còn có chứng cứ gì? Ngỗ tác của nha môn đã khám nghiệm qua, nghiệm trạng cũng đã gửi đến hầu phủ, ngỗ tác nói nạn nhân đích xác là bị đánh chết. Tần hoan nhíu mày. Ngỗ tác đã xác định được nguyên nhân chết. Giang thị gật đầu. Phải, đã xác định nói là xương sườn bị gãy, đoạn xương gãy đâm vào ngũ tạng. nói nạn nhân át hẳn là vì nguyên nhân này nên mới chết. ánh sáng trong đáy mắt tần hoan khẽ động. ngũ tác nha môn đã mổ thi chưa? mí mắt giang thị run rẩy, cảm thấy chính mình vừa nghe nhầm. cái gì? mổ thi? tần hoan gật đầu. phải, ban nãy lúc nạn nhân được khiêng vào thì con nhìn thấy thân thể hắn vẫn còn nguyên vẹn, trông không giống như là đã được mổ thi có lẽ ngỗ tác nha môn vẫn còn chưa mổ thi giang thị sợ hãi mổ mổ thi vì sao phải mổ thi giang thị là phụ nhân quý tộc bình thường nhìn thấy người chết cũng đủ sợ hãi rồi càng đừng nói mổ xẻ xác chết ra bà nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của tần hoan nhất thời hơi kinh sợ ngay cả bà nghĩ đến cũng thấy sợ rồi mà tần hoan sao có thể bình chân như vậy mà hỏi như thế xương sườn bị gãy thì đại phu hoặc là ngỗ tác có kinh nghiệm đều có thể sờ thấy đoạn gãy thế nhưng cụ thể có đâm thủng ngũ tạng hay không thì dựa vào sờ bên ngoài thì không xác định được nếu muốn biết nguyên nhân chân chính khiến nạn nhân thiệt mạng chỉ có mổ thi khám nghiệm giang thị trợn mắt mổ thi ngỗ tác phủ nha vẫn chưa mổ thi giang thị hơi ngừng lại rồi nói hoan nhi con sao lại biết những thứ này tần hoan chấn định như thường nói Đại phu chữa bách bệnh đương nhiên so với người bình thường sẽ biết rõ hơn người ta vì sao mà chết. Một người có thể nhận rất nhiều vết thương, thế nhưng vết thương chí mạng hoặc là vết thương cuối cùng dẫn đến tử vong chỉ có một hai chỗ. Cái này chỉ có đại phu hoặc ngỗ tác có kinh nghiệm mới có thể nhận ra, người bình thường sẽ không nhìn ra. Ngỗ tác ở đại chu đều là nam tử, và lại đều được xếp vào tầng lớp ti tiện thấp kém thân phận của tần hoan thuộc tầng lớp tiểu thư quý tộc thì tuyệt nhiên không có khả năng tiếp xúc đến cũng may mà tần hoan am hiểu y thuật đại phu nhìn thấu được nguyên nhân cái chết là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng suy cho cùng thì đại phu và ngỗ tác cũng không giống nhau tần hoan không thể nào tùy tiện để lộ ra việc bản thân có thể nghiệm thi giang thị giật mình thì ra là thế ý của con là muốn cho ngỗ tác phủ nha mổ thi Tần Hoan gật gật đầu. Vâng, chỉ có mổ thi thì mới có thể xác định được nạn nhân rốt cuộc là vì sao mà chết. Giang thị khẽ gật đầu, hơi trầm tư suy nghĩ, bà tuy là phụ nhân nội trách nhưng lại là một người có học thức chứ không ba phải. Bà ngẫm nghĩ một lúc liền cảm thấy Tần Hoan nói có lý, vì thế lại gọi Lục Vân sang dặn dò mấy câu. Giây lát sau Lục Vân vào thiên viện, Giang thị lại dẫn đám người Tần Hoan vào noãn các phía sau nháy mắt sau nhạc quỳnh bước nhanh vào phu nhân thao lại muốn mời ngỗ tác qua đây giang thị nhìn tần hoan một cái rồi lại kể lại hết những lời của tần hoan cho nhạc quỳnh nghe nhạc quỳnh càng nghe thì ánh mắt càng sáng ngời nhìn tần hoan cũng càng yêu thích hơn nhạc quỳnh quyết định rất nhanh ta lập tức phái người đi mời ngỗ tác phủ nha đến đây trong lòng tần hoan cũng bình tĩnh lại càng yêu thích người nhà an dương hầu phủ hơn nữa không nói đến chuyện có ơn tất báo, tính cách nhạc quỳnh chính trực hảo sảng, giang thị cũng dịu dàng hiền thục, hai người nhạc ngưng và thế tử nhạc giá mặc dù chưa thân thuộc lắm nhưng nhìn gần cũng không giống người phẩm hạnh không đoan chính. Người một nhà như vậy cũng đáng để nàng giúp bọn họ điều tra chân tướng. Người được phái đi mời ngỗ tác đã xuất phát, nhạc quỳnh lại gọi nhạc giá đến. Nhị đệ con hiện tại còn chưa về, phái người đi tìm cũng không có tin tức gì còn lại tăng thêm nhân thủ đi tìm đi, nếu còn không tìm được về thì bảo hoắc chi phủ coi nó như đào phạm mà xét xử. Nhạc giá mới vừa đi thì Dương Tịch đi từ bên ngoài vào. Hầu ra, ngụy Công Tử ở bên ngoài cầu kiến, hỏi người có cần hắn hỗ trợ gì không? ngụy Công Tử, Tần Hoan khẽ nhớn mày. Giang Thị ở gần nàng nhất liền giải thích. Là biểu huynh của tiểu thư Tống Gia, Đêm qua sau khi xảy ra chuyện thì đoàn đưa dâu của Tống gia tạm thời ở lại Cẩm Châu, trước mắt ở trong Đông Nguyên hầu phủ, thứ nhất là để tiện tra án, thứ hai là hầu phủ cũng cố gắng hết sức để an ủi bọn họ. Tần Hoan chợt nhớ ra, là thiếu niên đi đằng trước đội ngũ đưa dâu. Hóa ra là biểu huynh của tiểu thư Tống gia. Nhạc Quỳnh có chút ngoài ý muốn, vội nói: "Mau mời Lúc Ngụy Ngôn Chi đi vào thì nét mệt mỏi trên mặt còn chưa tiêu tán. Hắn đi đường xa đến đây, vốn đã cực kỳ mệt mỏi, lại cộng thêm cái chết của Tống Nhu, hắn trông như chỉ đang cố gắng trông đỡ mà thôi. Mặc dù hắn đã rửa mặt trải đầu thay y phục mới, thế nhưng nhìn thấy cũng là cực kỳ suy sụp. Su. Bái kiến hầu gia, phu nhân, bái kiến thế tử điện hạ, nghe nói nhị thiếu gia hầu phủ ra ngoài không biết tung tích, có cần ngôn chi hỗ trợ cùng tìm kiếm không? Ngụy Ngôn Chi chắp tay hành lễ, lúc giơ tay nhấc chân lại rất ngay thẳng lễ độ. Nhạc Quỳnh xua tay. "Hôm nay Hiền Chất vẫn cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nào có đòi hỏi ngươi phải hỗ trợ." Ngụy Ngôn Chi thở dài. Trong lòng không yên nên không thể nghỉ ngơi, còn không bằng giúp quý phủ làm gì đó. Tất cả mọi người đều hiểu thấu nỗi lòng của hắn, Yến Chỉ liền tiến lên một bước nắm lấy bả vai hắn. Ngụy Ngôn Chi căn bản rất cao, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì hắn vẫn thấp hơn Yến Chỉ một chút, giọng nói Yến Chỉ sang sang. Ngụy Huynh nén bi thương, cảm thấy bước bối khó chịu thì có thể ra ngoài đi dạo một chút trong thành Cẩm Châu, còn nếu vẫn chưa tốt lên thì trong hầu phủ có diễn võ trường, có thể đến đó thao luyện. Ngụy Ngôn chi nhậm chức tuần phòng doanh ở Kinh Thành, cũng coi như là võ tướng, lời này của Yến Chỉ lại cực kỳ hợp lý. Ngụy Ngôn chi vội vàng gật đầu. Được, Ngôn Chi ở trong phủ lúc nhàn rỗi đi dạo quanh đã nhìn thấy diễn võ trường, cũng đang có ý định này. Nhạc Quỳnh thở dài. Hai này nay trong phủ bận rộn, có chỗ nào thất lễ vẫn mong hiền chất thông cảm, thân thể thái trường công chúa không tốt, Thanh Nhi lại đợi chuyện này giải quyết xong rồi thì bảo giá Nhi đến cùng ngươi giải sầu. Ngụy Ngôn Chi xua tay. Không không không, Ngôn Chi tâm tình không tốt chỉ là chuyện nhỏ, hầu ra không cần quan tâm Ngôn Chi. Ngôn Chi chỉ mong sớm tìm ra chân tướng cái chết của Tiểu Nhu, như vậy Ngôn Chi mới có câu trả lời thỏa đáng cho cứu cứu. Ngụy Ngôn Chi đến làm không khí trong phòng càng trầm trọng hơn. Nhạc Quỳnh đang muốn khuyên bảo mấy câu thì nhạc giá lại mừng rỡ chạy vào. Phụ thân mẫu thân, Chi Phủ Đại Nhân đến rồi, nhị đệ cũng đi theo Chi Phủ Đại Nhân cùng nhau đến đây. Nhạc Quỳnh ngạc nhiên, Giang Thị cũng lộ về ngoài ý muốn, hai người cùng nhau đi ra vừa mới bước ra cửa thì thấy ở phía sau bình phong cổng phủ là hoác hoài tín dẫn theo hai nha dịch cùng với nhạc thanh bước nhanh đến thanh nhi vừa thấy nhạc thanh giang thị không nhịn được gọi một câu vẻ mặt nhạc thanh bi thương lòng như cho tàn nhìn thấy giang thị chạy đến bên cạnh mình rồi nhưng vẫn mím môi không lên tiếng giang thị quay sang nhìn hoác hoài tín rồi lại nhìn về nhạc thanh thanh nhi sao con lại cùng về đây với chi phủ đại nhân? Thân thể béo lùn của hoắc hoài tín bao bọc trong lớp áo choàng tối màu, trong đôi mắt hẹp ánh lên vẻ tiếc nuối và đồng tình. Phu nhân, nửa thanh giờ trước nhị công tử đến nha môn đầu thú. Vừa nghe thấy lời này Giang Thị liền đỏ ửng mắt. Thanh Nhi. Nhạc Thanh nắm chặt tay Giang Thị, lại nhìn về phía Nhạc Quỳnh. Phụ thân, mẫu thân, con đã nghĩ thông suốt rồi, người vì con mà chết, nên con phải ra đầu thú nhận trách nhiệm, lúc ở phủ nha con đã viết xong khẩu cung. Khẩu cung đã viết ra thì chính là nhận tội, sau đó liền có thể cân nhắc định tội rồi. Mặc dù Nhạc Quỳnh từ sớm đã muốn Nhạc Thanh đi đầu thú thế nhưng đến lúc này sắc mặt ông cũng trắng bệch. Nếu như Nhạc Thanh bị phán tội hình, cho dù không phải chết thì đời này cũng coi như bị hủy rồi. Giang thị nhịn không được rơi lệ hoặc hoài tín thay thế cũng thở dài. Trước là án tử tiểu thư tống ra, sau lại là nhạc thanh đánh chết người. An Dương Hầu phủ dính đến hai vụ án mạng có thể nói là đại thương nguyên khí. Hầu ra, nhị công tử đã khai báo rõ ràng, khẩu cung cũng đã chấp thuận, vốn là phải lập tức bỏ tù. Có điều tại hạ nghĩ lại thái trưởng công chúa và phu nhân chắc chắn còn muốn trò chuyện cùng nhị công tử nên ra hạn cho nhị công tử hai ngày ngày kia tại hà lại mang nhị công tử đi giang thị khóc nắc lên đáy mắt nhạc quỳnh cũng đau xót ban đầu vì lời nói của tần hoan nên trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngờ bản án này thậm chí cảm thấy nhạc thanh có lẽ là bị oan ủng nhưng thế nào cũng không ngờ đến nhạc thanh lại đi đầu thú ngay cả khẩu cung cũng đã chấp thuận rồi nếu đã như vậy vụ án cũng đã có kết luận bây giờ có làm cái gì cũng đều là vô ích rồi hoác hoài tín thổn thức không thôi, nhạc thanh và nhạc giá không chỉ có gia thế xuất chúng, cả hai người đều là thiếu niên hào kiệt, sau này cực có khả năng đi theo con đường của An Dương Hầu nắm binh quyền trong tay. Vốn là tiền đồ sáng lạng vậy mà lại vì một tên thợ xây mà hủy hết tất cả. Hoác hoài tín cảm thấy đáng tiếc, đang định trấn An Nhạc Quỳnh thì bất tình lình một giọng nói trong trẻo vang lên từ tận sau đoàn người. Xin hỏi chi phủ đại nhân, còn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân thì làm sao có thể chắc chắn là nhị công tử đã đánh chết người chứ. Hoác hoài tín nhớn mày nhìn về phía sau đoàn người, vừa nhìn qua đã thấy dưới ánh đèn mờ ảo nối đôi nhau của hầu phủ, có một tiểu cô nương khí chất tao nhã, vẻ ngoài xinh đẹp đang đứng lặng lẽ. Ánh mắt nàng lành lạnh nhưng lại sắc bén nhìn qua trực tiếp, khiến cho hoác hoài tín phải dùng mình. Hoác hoài tín nheo mắt. Ngươi là ai? chương 34 ta muốn nghiệm thi. Hoác hoài tín nhìn tần hoan, ông cũng không biết An Dương Hầu Phủ lại còn có một tiểu nương tử khác. Mà tiểu cô nương này khí chất trầm tĩnh, dung mạo như trang rằm, không phải tiểu thư nhà bình thường, nghĩ tới vì tiệc hỷ của Hầu Phủ nên từ kinh thành cũng đến đây không ít khách quý. Hoác hoài tín nhân mày, chẳng lẽ là vị quận chúa nào đó đến từ kinh thành? Hoác đại nhân, đây là cửu cô nương tần phủ, lông mày hoác hoài tín giật giật, tần phủ, cửu cô nương. Tần phủ thì ông biết, và lại ông cũng cực kỳ thân thuộc với gia chủ tần an của tần phủ, có điều ông mới chỉ gặp ngũ cô nương lục cô nương của tần phủ, vì cửu cô nương này là nữ nhi độc nhất của tần phủ nhị phòng, đến cẩm châu này sống nhờ thế nhưng ông chưa hề gặp mặt. Khoan đã, hoác hoài tín hơi nheo mắt cửu cô nương này chẳng lẽ đó là cửu cô nương mà hơn nửa tháng trước ngay cả linh đường cũng bố trí xong mà lại chết đi sống lại. Bởi vì trong thành Cẩm Châu không có nhiều quan môn quý tộc, mấy chuyện riêng tư này đa phần đều sẽ truyền ra ngoài, mặc dù ông không quan tâm chuyện trong hậu trạch nhà người ta thế nhưng chuyện này lại là do thê tử Nguyên thị của ông chủ động nhắc đến. Theo như lời Nguyên thị thì cửu cô nương này chính là một sát tinh hung mệnh khắc chết cha mẹ lại còn nói nguyên nhân chuyện kỳ dị chết đi sống lại kia chính là vì cửu cô nương luyến mộ nhi từ Hoắc Ninh nhà bọn họ, nhưng Hoắc Ninh không có ý với nàng nên nàng mới nhảy hồ. Cửu cô nương này tồn tại như vô hình trong trung dũng hầu phủ, nguyên thị không chỉ có trương mắt, phụ mẫu nàng đều tạ thế, lại càng chán ghét mệnh cách của nàng. Lúc đó còn lo lắng chuyện này nếu bị làm cho lớn chuyện thì thanh danh của Hoắc Ninh sẽ bị tổn hại. Lúc đó ông có hỏi một câu, Nguyên Thị nói cửu cô nương này không tài đức không diện mạo, tính tình nhát gan hèn kém không có một chút tác phong nào của con nhà quý tộc, tuổi tác còn nhỏ không biết liêm sỉ, lại vì chuyện nữ nhi tư tình mà nhảy hồ. Loại người ti tiện không thanh cao nổi thế này mà còn muốn làm dâu nhà chi phủ, quả thực là si tâm vọng tương. Trong lòng hoắc hoài tín dần dần xoắn chặt, Nguyên Thị nói sai rồi, cực kỳ sai lầm rồi hóa ra là tần phủ cửu cô nương. Hơi ngừng lại, hoắc hoài tín chợt thẳng sống lưng. Không biết vì sao mà vừa nghĩ đến lời nguyên thị nói cửu cô nương này là vì hoắc ninh nên mới nhảy hồ, trong lòng ông lại thấy hơi vui vẻ mừng thầm. Nghĩ đến đây hoắc hoài tín lại nhíu mày, hôm qua trong tiệc mừng của hầu phủ, dường như ông nghe thấy thái trưởng công chúa triệu kiến một vị tiểu cô nương vào trò chuyện cả ngày. Trong mắt hoắc hoài tín lộ ra vẻ nghi hoặc cửu cô nương sao lại ở đây? Giang thị thống khổ cùng cực nhưng vẫn không quên nói thay tần hoan. Chi phủ đại nhân cũng biết, mấy ngày trước mẫu thân ra ngoài đã bị phát bệnh té xỉu ở bên đường, lúc đó chính là cửu cô nương cứu được mẫu thân. Hôm nay xảy ra chuyện, mẫu thân bệnh tình nguy kịch, cũng chính cửu cô nương vào phủ giúp đỡ trần trị. Bệnh của mẫu thân cũng không phải nhất thời có thể trị nên cửu cô nương muốn ở lại trong phủ chúng ta hai ngày trong mắt hoác hoài tín lóe lên tia sáng, tin tức nội trạch ngoại trạch đúng là khác nhau. Trong lúc ông xử lý công vụ ở bên ngoài đích thực có nghe thấy thái trưởng công chúa được người ta cứu, nhưng ông cũng không biết hóa ra người cứu thái trưởng công chúa lại chính là Tần Hoan. Hoác hoài tín nói chậm lại, rất có vẻ tán thưởng của trưởng bối đối với tiểu bối mà mình yêu thích. Hóa ra mấy ngày nay mọi người ở bên ngoài đều nói về tiểu y tiên đó lại chính là cửu cô nương thật không ngờ tới cửu cô nương tuổi còn nhỏ lại có tài nghệ như thế. Yến chỉ nhíu nhíu mày, thành tích của vị hoắc chi phủ này không tệ, làm quan cũng coi như công chính nghiêm minh, nhưng nhìn nét mặt của ông ta biến hóa trong chớp mắt này Yến chỉ khẳng định hẳn là ông ta biết lời đồn tần hoan nhảy hồ vì hoắc ninh. Yến chỉ nheo mắt, hắn chỉ liếc mắt một cái thôi cũng nhìn thấu được hoắc hoài tín đang suy nghĩ cái gì. Người này ngục lặn trốn quan trường nhiều năm, giỏi nhất chính là cân nhắc thiệt hơn. Ánh mắt ông ta nhìn Tần Hoan Đông đầy vẻ hài lòng và tán thưởng, lại cộng thêm quan hệ hiện tại giữa Tần Hoan và An Dương Hầu Phủ, chẳng phải ông ta đã ngập bụng tính toán rồi ư? Đúng vậy, Tần cửu cô nương là khách quý của Hầu Phủ, nàng đã cứu cô nái nái là ân nhân của Hầu Phủ và Yến Thị. Yến chỉ vừa mới lên tiếng, hoắc hoài tín hơi khiếp sợ. Ân nhân của Hầu Phủ thì cũng thôi. Yến Thị lại chính là toàn bộ Hoàng thất. Mặc dù thân phận Thái trưởng công chúa thật sự tôn quý, nhưng vị duệ thân vương thế tử này sao lại nâng tần cửu cô nương đến vị trí cao như vậy? Hoa Hoài Tín muốn nói lại thôi, nhưng Yến Chỉ lại không cho ông ta cơ hội nói chuyện. Hoa Chi phủ còn chưa trả lời câu hỏi của cửu cô nương, tại sao còn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân mà đã khẳng định là nhị công tử đánh chết người? Hoác Hoài Tín lập tức ngừng suy tính linh tinh. Ông không quên ban nãy vị tần cửu cô nương này lại nghi ngờ phán quyết của ông. Hoác Hoài Tín ho nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng nói. Cửu cô nương không biết rồi, ngỗ tác nha môn ngay từ đầu đã nghiễm thi, nạn nhân Lâm Đại Hưng đích thực là bị đánh chết. Vì sao lúc nhị công tử đi rồi mới thổ huyết? Đó là vì khắp người Lâm Đại Hưng đều là nội thương, xương sườn bị gãy, chỗ gãy đâm vào nội tạng, đây cũng là chuyện thường thấy hơi ngừng lại, hoắc hoài tín lại nói giọng cực kỳ ân cần. Việc này nói ra e là lại làm cho cửu cô nương sợ hãi rồi, vẫn là đừng nên nghe thì hơn. Giang thị và nhạc ngưng ở bên cạnh nghe thấy thế lông mày hơi giật giật, chi phủ đại nhân lại quá coi thường tần hoan rồi. Dáng vẻ hoắc hoài tín cực kỳ hòa nhã ân cần, tần hoan lại tiến lên một bước. Chưa mổ nghiệm thi thì làm thế nào chứng minh nạn nhân là bị xương sườn đâm thủng nội tạng mà chết? trong ngũ tạng của con người, tim, gan, lá lách, phổi, thận, Lâm Đại Hưng là bị đâm thùng ở chỗ nào? Nét cười ôn hòa trên mặt hoác hoài tín cứng đờ, nhìn ánh mắt sắc nhọn của tần hoan, ông ta nhất thời á khẩu không trả lời được. Tạng phủ của người, có muốn nhìn cũng không nhìn thấy, ông làm sao mà biết được là bị đâm thùng ở đâu? Cửu cô nương, bất luận bị đâm thùng ở chỗ nào thì cũng đều do nhị công tử đánh mà ra, điều này còn cần phải truy cứu đến cùng sao? Tần Hoan nhớn mày, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên. Thất bại trong án tù đa phần đều là sai sót ngay từ đầu, tri phủ đại nhân không chú trọng khám nghiệm rất dễ dẫn đến kết luận sai lầm sinh ra án oan. Hoác hoài tín cứ như bị dẫm lên chỗ đau. Cửu cô nương tuổi còn trẻ không hiểu hình ngục, trên tay ta xưa giờ chưa có một án oan nào. Vụ án này nhân chứng vật chứng đều đủ, ngay cả nhị công tử cũng đã tự mình nhận tội, còn cần phải khám nghiệm như thế nào? Người làm quan chú trọng nhất là thanh danh, hoặc hoài tín nếu muốn tiếp tục thăng chức thì tuyệt nhiên không để cho bản thân mình dính dáng đến hai chữ án oan. Lồng mày tần hoan nhíu lại càng chặt, đáy mắt nàng cuồn cuộn mây mù, nàng nhếch khóe môi. Đại Chu Lịch, tháng 3 năm 235 Lúc đó thẩm nghị đại nhân nhậm chức đại lý tự phó Khanh đã từng biên soạn một cuốn, đại lý tự chỉnh lý rửa oan sách. Trong sách nói: Việc lao tù đừng chú trọng vào án tử, án tử đừng chú trọng vào sự tình ban đầu, sự tình ban đầu đừng chú trọng vào kiểm nghiệm, làm quan thẩm án cũng đừng vì một bằng chứng là có thể qua quyết cho xong chuyện. Án này còn rất nhiều chi tiết không rõ, ngay cả manh mối quan trọng như nguyên nhân chết cũng không xác định đại nhân sao có thể định án tắc trách như vậy sống lưng tần hoan thẳng tắp như kiếm lời nói lại càng mạnh mẽ khí phách dáng vẻ nàng như vậy hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng cứng cỏi nhưng lại dịu dàng nhã nhặn của ngày thương giọng nói nàng không giấu được sự sắc sảo thanh thế bất người ngay cả hoác hoài tín cũng bị câu hỏi của nàng đẩy lùi về sau một bước người sắc mặt hoác hoài tín đỏ ửng không có cách nào phản bác được đành phải nói. Ngươi đừng có nhắc đến thẩm nghị, thẩm nghị thân là đại lý tự khanh mà lại vì bản thân làm việc thiên tư dối trên lừa dưới hại chết cả nhà, ngươi mang lời của hắn ra làm châm ngôn quả thực buồn cười. Ánh mắt tần hoan đột nhiên sắc bén hẳn lên, nàng siết chặt nắm đấm, dưới ánh mắt rõ ràng có hơi trột giả của hóc hoài tín, cổ họng nàng nghẹn ngào như bị một khối thép cứng rắn chặn lại chỉ vì nàng biết rõ phụ thân bị oan nhưng lại không thể kêu oan cho phụ thân một câu nào. Sống mũi cay xè, tần hoan phải cắn chặt khớp hàm mới có thể nhịn được xuống. Không, không thể khóc, phụ thân đang nhìn nàng. Những người này, những người này chỉ là đám người ngu xuẩn không biết rõ sự tình. Mà vụ án ở Vinh Thành đã có kết luận, chuyện liên quan đến triều đình nàng không thể ngang nhiên biện bạch cho phụ thân ngay khoảnh khắc chết đi sống lại kia nàng liền biết đây là một con đường tăm tối chỉ có tự bản thân mình độc hành. Phẫn nộ và thống hận trong lòng nàng dù ở đâu hay vào lúc nào cũng đều không thể nói với người khác. Hít sâu một hơi, Tần Hoan sắc mặt trắng bệch nói. Tần Hoan chỉ là một dân nữ, không biết thẩm nghị có làm việc thiên tư dối trên lừa dưới hay không. Tần Hoan chỉ biết cuốn Đại Lý Tự Chỉnh Lý Rửa Oan Sách là cuốn sách mà thẩm nghị phí hết tâm huyết soạn ra, là một điển tịch về hình ngục vang danh sử sách. Năm đó sách này cũng được văn quán quốc tử giám in ấn và phát hành, đã từng phát đi ở khắp các phủ nha. Tần Hoan không tin là chi phủ đại nhân lại chưa hề xem qua. Hoác hoài tín lại tiếp tục không thốt lên lời. Ông ta nghẹn họng nhìn Tần Hoan chân chối, không ngờ một tiểu cô nương lại có thể biết nhiều như vậy. Đúng vậy, ông đã đọc qua, không chỉ có đọc qua mà thậm chí còn đọc đến thuộc lòng. Ngày đó ông vừa thăng chức lên chi phủ, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn gửi tim vào đất trời gửi mệnh vào bá tánh, nhưng hiện giờ đã khác rồi. Hoác hoài tín vừa thẹn vừa giận, quay người lại, giận cá chém thớt lên người ngỗ tác từ hà đứng ở sau lưng. Từ hà, người đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không khám nghiệm thi thể cẩn thận? Từ hà nghe xong trận cãi vã này liền rõ ràng, phịch một cái quỷ xuống đất. Đại nhân, năng lực của Từ Hà có hạn, cho đến giờ vẫn chưa hề mổ thi nghiệm sắc. Huống hồ đại nhân cũng chưa bao giờ yêu cầu tiểu nhân mổ thi. Hoắc Hoài Tín đã Từ Hà một cước. Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Phủ nha còn giữ ngươi lại làm gì? Có chút việc nhỏ cũng làm không xong. Hoắc Hoài Tín quá mức thất thố, mà Tần Hoan nhìn trên dưới người không quá 30 tuổi Từ Hà này âm thầm lắc đầu. Luận về hàng ngũ mỗ tác, từ Hà lại quá trẻ tuổi, mà nghiệm thi có chính xác hay không là do kinh nghiệm đúc kết từ nhiều năm, huống chi mồm nghiệm vốn có độ khó cực kỳ cao. Hắn không có người chuyên trách chỉ bảo, lại không có cơ hội rèn luyện thì sao dám xuống tay. Tần Hoan nhìn dáng vẻ tức hộp máu của Hoắc Hoài Tín cười nhẹ một cái. Chi phủ đại nhân yên tâm chớ nóng vội. Tần Hoan nói những điều này chẳng qua là cảm thấy chi phủ đại nhân xử án này quá mức qua loa. Tần Hoan hơi ngừng lại rồi nói. Nếu Tần Hoan có thể chứng minh án này không đơn giản như vậy thì chi phủ đại nhân sẽ thế nào? Hoác hoài tín quay người lại trợn chừng mắt nhìn Tần Hoan. Ngươi, ngươi làm thế nào chứng minh? Ý cười trên môi Tần Hoan phai nhạt. Chi phủ đại nhân xin nói trước, nếu như Tần Hoan có thể chứng minh thì người sẽ như thế nào? Hoác hoài tín ưỡn ngực, ông đã một bó tuổi rồi còn bị Tần Hoan ép cho tức giận thế này ngươi nói đi, ngươi nói thế nào thì sẽ như thế, ta ngược lại là xem xem cửu cô nương có bản lĩnh gì." Tần Hoan cứ thế cười rộ lên, đôi mắt trong veo sáng ngời phản chiếu toàn bộ ánh đèn trong phủ, phảng phất như một dòng suối sâu chứa đầy các vì sao. "Cũng không dám yêu cầu chi phủ đại nhân làm cái gì, chỉ muốn ngài chép 10 lần cuốn Đại lý tự chỉnh lý rửa oan sách được không?" "Chép sách? Lại còn chép cuốn Đại lý tự chỉnh lý rửa oan sách?" của thẩm nghị vừa mới bị hắn châm biếm kia. Mặt hoác hoài tín đỏ như lửa thiêu, nhưng lời hắn đã nói ra rồi thì giờ làm gì còn mặt mũi nào mà nuốt lời. Được, theo ý ngươi. Vậy ngươi làm thế nào để chứng minh? Tần Hoan ngừng cười, ánh mắt cũng đột nhiên u ám trầm hẳn xuống. Nàng nhìn hoác hoài tín, giọng nói sắc bén như dao. Ta muốn nghiệm thi. mươi 35, lần đầu nghiệm thi một. Tần Hoan vừa dứt lời, đám người hoác hoài tín ngay lập tức trợn trừng mắt. Tần Hoan muốn nghiệm thi, nàng là một tiểu cô nương, mặc dù là hành y nhưng có khi còn chưa thấy được người chết lần nào, sao có thể biết nghiệm thi. Không riêng gì hoác hoài tín, ngay cả Giang Thị và Nhạc Quỳnh cũng đều trợn trừng mắt. Vốn chỉ cảm thấy Tần Hoan y thuật tuyệt đỉnh, tâm tư kín đáo cho nên ban nãy mới hỏi nàng mấy câu, ai mà ngờ được nàng lại chính miệng nói bản đích thân mình phải nghiệm thi. Giang thị tiến lên một bước. Hoan Nhi, con không cần phải như vậy, con chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể? Phu nhân không cần lo lắng. Giọng nói tần hoan dịu dàng hàn lại. Chuyện này liên quan đến việc nhị công tử có bị oan hay không, huống hồ chân tướng như thế nào cũng không nên tùy tiện quyết định. Giang thị còn đang định nói tiếp, thì tần hoan lại lên tiếng. Làm phiền phu nhân chuẩn bị một viên tô hợp hương, xả hương ba tiền, tế tân, cam tùng, xin khung mỗi loại hai lạng, thương chuột, bạch chuột, cam thảo mỗi loại một lạng, lấy thêm một ít muối và giấm nữa. Một tiền bằng 3,125 gram. Một lạng bằng 31,25 gram. Tần Hoan bình tĩnh cắt lời, dặn dò kỹ càng. Nhìn dáng vẻ của nàng hốc mắt giang thị đỏ ửng lên, Tần Hoan đây rõ ràng không phải là bị kích thích thì mới hành động, mà là quyết tâm muốn giúp đỡ minh oan cho nhạc thanh. Hoan Nhi, con. Tần Hoan cầm tay Giang Thị Trấn An, lại xoay người nhìn về phía Nhạc Quỳnh. Hầu ra, phiền người đi chấn định mấy người ngụy ngũ, rồi sau đó dọn thi thể đi chỗ khác, để ở chỗ nào sạch sẽ đủ sáng là được. Nhạc Quỳnh định nói mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Tần Hoan cuối cùng lại im lặng gật gật đầu. Nhạc Thanh ở bên cạnh đã biết Tần Hoan là người cứu thái trưởng công chúa, Mặc dù không biết vì sao Tần Hoan lại giúp hắn án này, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm kích. Nếu dựa theo lời Tần Hoan nói, án này của hắn có khả năng còn có cơ hội xoay chuyển. Nhạc Giá và Nhạc Ngưng đều nhìn Tần Hoan, sắc mặt trầm trọng. Nhạc Ngưng tiến lên. "Còn cần gì nữa không?" Tần Hoan ngẫm nghĩ. "Còn cần một người hỗ trợ ghi chép." Nhạc Ngưng nghe vậy lập tức hất hàm. "Để ta Tần Hoan hơi do dự. Quận chúa, sợ là... Nhạc ngưng nghe ra trong giọng nói của Tần Hoan có vẻ không tín nhiệm liền nhến mày. Thế nào? Ta không được sao? Nhạc ngưng tập võ từ nhỏ, tính tình hào sảng, lòng tự trọng cũng cao. Nàng không giống với nữ nhi nhà bình thường, chẳng phải chỉ là đối mặt với một cái xác chết thôi sao? Mặc dù nàng còn chưa ra chiến trường thế nhưng nàng không sợ người chết. Có chuyện gì mà nàng không thể làm? Tần Hoan hơi cong môi. Vậy thì tốt, làm phiền quận chúa rồi. Tần Hoan nói xong liền nhìn lướt qua hoác Hoài Tín vẫn đang hóa đá ở bên cạnh, nàng lập tức tiến lên nhưng là đi vòng qua người hoác Hoài Tín đến bên cạnh Từ Hà. "Từ sư phụ, có thể mượn thùng đồ nghề của ngươi dùng một chút không?" Từ Hà vẫn còn đang quỳ dưới đất, hắn kinh ngạc nhìn sang dung mạo như hoa của Tần Hoan mãi một lúc sau mới hồi thần. Tiểu thư, tiểu thư thật sự muốn mổ nghiệm. Tiểu thư cũng biết, mổ nghiệm chính là mổ xác. Ta biết. Tần Hoan nói xong liền nhìn về phía dương gỗ mà hắn sách theo bên mình. Có thể mượn dùng không? Đương nhiên, đương nhiên. Từ hà vội vàng chuyển dương sang. Tần Hoan nhận lấy liền mở ra, nàng khẽ trao mày phủ nha của chi phủ cẩm châu chính là nha môn cao nhất trong tất cả nha môn ở cẩm châu dụng cụ trong dương của từ hà được chuẩn bị đầy đủ thế nhưng tất cả đều mới tinh sáng bóng vừa nhìn đã biết là chẳng bao giờ dùng đến tần hoan nhìn lướt qua rồi khẽ gật đầu nhưng nhìn thấy đôi bao tay bằng bông thì lại hơi cau mày làm sao vậy cái này có gì không ổn đột nhiên lại nghe thấy tiếng người hỏi Tần Hoan vừa quay đầu đã thấy Yến Trì đứng ở ngay sau lưng nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng với ánh mắt rất quan tâm. Tần Hoan lắc đầu. Không có gì. Yến chỉ nheo mắt. Chất liệu bao tay này không hợp ý ngươi. Tần Hoan không ngờ là Yến chỉ đã phát hiện ra, nàng hơi mím môi nói. Vật này không chống nước, trong lúc mổ thi đa phần đều bị hù dịch trong thi thể làm tổn hại đến tay. Lồng mày Yến chỉ siết chặt lại, nhìn tần hoan sâu sắc nhưng không nói chuyện tần hoan đứng dậy đang muốn nhấc dương gỗ của từ hà lên thì yến chỉ lại nhanh tay hơn nàng hắn hất hất cảm ý bảo tần hoan đi trước tần hoan nhìn yến chỉ trong lòng hơi kinh ngạc nữ tử dính dáng đến chuyện hình ngục lại còn tự tay mổ nghiệm thi vậy mà vị duệ thân vương thế tử này lại không hề kinh ngạc hay chán ghét gì tần hoan không suy nghĩ nhiều nữa Nhạc Quỳnh đã mang thi thể đến một phòng nhỏ ở phía bên trong phòng để binh khí phía sau. Phòng nhỏ rộng khoảng 5 triệu vuông, đèn đuốc sáng trưng, lúc Tần Hoan đến thì tất cả dược liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tần Hoan đầu tiên bảo Yến Trì để dương gỗ xuống, sau đó đốt xạ hương, cam tùng, xuyên khung lên, rồi lại ngâm thương chuột, bạch chuột, cam thảo vào nước để cho chính mình và nhạc ngưng ăn vào, sau đó hai người ngậm một viên tô hợp hương cùng một nhúng muối cuối cùng mới đi vào chính giữa gian phòng, để thi thể lên trên bàn dài. Bên ngoài cửa phòng, không chỉ có người nhạc gia mà ngay cả Hoác Hoài Tín và Từ Hà cũng đi theo đến đây. Hoác Hoài Tín từ đầu đến cuối đều không thể tin được một tiểu cổ nương mềm mại yếu ớt như Tần Hoan lại có thể mổ thi nghiệm tích, nhìn thấy mấy thứ này mới quay sang hỏi Từ Hà. Nàng làm mấy cái này để làm gì? Ánh mắt từ hà sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của tần hoan cửu cô nương đúng là người trong nghề, đốt cam tùng là để tẩy uế, ăn hương hoàn và nước cây thương chuột là để phòng mùi hôi thối tránh thi độc. Từ Hà vừa nói xong thì Tần Hoan cũng vén tấm vải tre trên mặt Lâm Đại Hưng ra. Sắc mặt nàng rất chuyên chú và nghiêm túc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một sự trang trọng và im ắng lan tỏa trong khắp căn phòng. Xin mọi người chờ ở bên ngoài, mời quận chúa hỗ trợ ghi chép. Trời càng về khuya, Mặc dù trong phòng đèn đuốc sáng trưng thế nhưng lại đang đặt một xác chết, cho nên người bình thường cũng không dám đến gần. Vậy mà Tần Hoan không chỉ lại gần, mà lại còn dám mổ thi nghiệm tích, lúc này lại mời mọi người lui ra ngoài. Giang Thị do dự một chút rồi dẫn nhạc giá, nhạc thanh lui ra ngoài, nhạc quỳnh cũng đi ra phòng ngoài. Ban đầu hoác hoài tín và từ hà không nhúc nhích, nhưng sau đó lại chớp chớp mắt rồi đi ra đứng cạnh cửa sổ. Vì để đảm bảo cho không khí có thể lưu thông nên cửa sổ chỉ đóng vào một nửa. hoặc Hoài Tín đứng ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Tần Hoan. Đám người nhạc gia thấy thế cũng bu lại chỗ này đứng. Mấy người giang thị chưa nhìn thấy người ta nghiệm thi bao giờ, lại càng chưa nhìn thấy một tiểu nương từ như Tần Hoan có thể nghiệm thi. Bốn bể yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng đèn dầu thỉnh thoảng nổ lách tách ở trong góc đương nhiên tần hoan biết mấy người hoác hoài tín sẽ nán lại quan sát nhưng mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ và nghi ngờ thôi nên thôi cứ kệ bọn họ đi nàng nhìn sang nhạc ngưng quân chúa chuẩn bị xong chưa lời ta nói mỗi một chữ đều phải ghi lại nhạc ngưng gật gật đầu nét mặt nghiêm nghị tần hoan cúi đầu xuống ánh mắt rơi lên khuôn mặt xanh trắng của lâm đại hưng nạn nhân là lâm đại hưng giới tính nam chiều cao ước chừng 5 thước 6 tấc. Một thước bằng 33 cm, một tấc bằng 3,3 cm, 5 thước 6 tấc bằng khoảng 168 cm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.